Na Yeon Choi xuất hiện với hình tượng nữ thần khiến netizen trầm trồ. Choi là một minh chứng tiêu biểu cho việc JYP luôn luôn thành công với các nhóm nữ. Nhóm có thể gặp một số tranh cãi về thực lực, nhưng không ai có thể phủ nhận loạt thành tích nổi bật, những bài hit quốc dân, nhân cách và sự tươi mới của họ. Bên cạnh đó, Choi còn nổi tiếng bởi dù có đến 9 thành viên, nhưng tất cả đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vừa đồng đều đội hình nhưng cũng có sức hút rất riêng, không có lỗ hổng visual. Đáng chú ý nhất là Na Yeon. Cô nàng không phải là visual chính thức của nhóm, nhưng visual của nữ idol lại được đánh giá xứng danh center và cây hút fan hàng đầu. Không sở hữu nét đẹp tiểu thư hay cổ điển, nhan sắc của Na Yeon lại mang đến sự ngọt ngào đáng yêu với nụ cười răng thỏ đốn tim fan. Bất kể lúc nào, gương mặt cô nàng cũng sáng sỡ bừng sáng, nên thường xuyên được ví von là visual trái cây tươi mát mùa hè. Mới đây, trong loạt ảnh quảng cáo mới, nữ idol đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ visual xinh đẹp thanh lịch, thần thái tươi tắn như nước ép trái cây. Từ làn da trắng sứ, bóng mịn, cho đến nét mặt sáng rỡ, nụ cười tỏa nắng, khoe răng thỏ trứ danh, Na Yeon mang hình tượng nữ thần đáng yêu netizen Hàn vô cùng ưa chuộng. Chưa kể có ý kiến còn khen ngợi Na Yeon xinh đẹp như thể nữ thần đình đám Origin. Loạt ảnh chụp quảng cáo mới của Na Yeon hiện đang là chủ đề nóng trên Douyin, thu hút hàng trăm bình luận. Được biết, Na Yeon là thành viên đảm nhận vai trò làm lead vocal của nhóm Choi. Sau hơn 5 năm hoạt động, tài năng của cô cũng ngày càng được phát triển và giành vị thế nhất định trong nhóm. Không những vậy, nữ thần tượng còn sở hữu gương mặt xinh đẹp thanh thoát. Năm 2013, Na Yeon từng làm người mẫu khắc quốc tại chương trình Meet G 2013 SS Collection. Đồng thời, cô cũng tham gia bộ phim Dream High 2 với vai trò là khách mời cùng với Jin Young Gustavin. Năm 2010, Na Yeon bí mật tham gia buổi thử giọng trong chương trình Open Audition 7 do JYP Entertainment tổ chức. Ngày 15 tháng 9, nữ thần tượng thành công trở thành thực tập sinh của công ty. Năm 2013, theo dự kiến, Na Yeon sẽ ra mắt với vai trò là thành viên nhóm SixMIS. Tuy nhiên cuối cùng, vì một vài lý do nên nhóm không được ra mắt. Năm 2015, người đẹp được chọn làm lead vocal cho Twice thông qua chương trình tuyển chọn thực tế Sixteen. Cô cũng là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm hoạt động thì Na Yeon đã có những sự tiến bộ đáng kể. Bằng chứng là phần hát của nữ thần tượng nhiều nhất nhì Twice, người đẹp cũng được tin tưởng giao cho xử lý những đoạn khó trong ca khúc. Na Yeon lọt top 6 nữ thần tượng nổi bật nhất trong cuộc bình chọn âm nhạc thường niên thực hiện bởi Gallup Hàn Quốc 2 năm liên tục 2017-2018. Đây là vị trí cao nhất so với các thành viên còn lại trong nhóm. Chị cả của Twice cũng từng tham gia làm MC cho chương trình Idol Star Athletics Championship vào năm 2018. Năm 2020, Na Yeon comeback cùng Twice với MV More and More. Bài hát mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ ngọt ngào cho người nghe. Nhờ đó, thành công giành 16 triệu lượt view trong 15 giờ ra mắt. Tháng 4 năm 2020, fan hâm mộ dậy sóng khi hầu hết các thành viên của nhóm đều bị bám đuôi. Họ thường xuyên gửi những tin nhắn cảnh báo, đe dọa hoặc can thiệp vào đời sống riêng của Twice, đặc biệt là chị cả Na Yeon. Cụ thể, nữ thần tượng nhận được bức thư với nội dung nếu như hẹn hò mà phớt lờ hắn thì kẻ này sẽ gây ảnh hưởng tới tính mạng cô. Theo như đoạn ghi âm được tiết lộ, Jace, kẻ bám đuôi, cho biết sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Na Yeon, nhưng nếu cô ấy hẹn hò bí mật và không cho hắn biết điều đó thì hắn sẽ nghĩ lại. Bởi vì nếu ai đó phản bội mình nhưng mình lại dùng tình yêu đích thực dành cho người đó thì sẽ rất tổn thương. Na Yeon biết rằng Jace thật sự yêu cô ấy, hắn đã nói chuyện với cô ấy trong suốt chuyến bay. Đây không phải là lần đầu tiên kẻ bám đuôi này có những động thái đe dọa. Trước đó, thông tin hay số điện thoại cá nhân của các thành viên hắn đều nắm được và thường xuyên tiếp xúc gần với Twice, khiến các cô gái lo lắng và sợ hãi. Nhiều thành viên Twice cũng từng nhắn gửi lời cảnh cáo đến các fan cuồng thế này, nhưng những người này không hề dừng lại. Người hâm mộ trên khắp thế giới, đặc biệt là K-net, vô cùng phẫn nộ trước câu chuyện vô lý này. Họ cho rằng tên Jay không có quyền để can thiệp vào cuộc sống cá nhân của Twice và càng không có quyền gây nguy hiểm cho các cô gái. Tình yêu của người này thật sự là một loại ích kỷ. JYP đã ngay lập tức đệ đơn xin lệnh cấm và truy cứu trách nhiệm hình sự với tên này.